Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Bình Trần nha. Lời nói đầu tiên xin cho phép Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Mời cả nhà theo chân mình thăm bẫy gắn nữa. Chủ đề huyền thoại của Bình Trần bẫy gắn mà. Lần đầu tiên đặt ở đây nè. Hút con cặp. Mà chuyến rồi thì hai chuyến gần đây thì chết hết luôn nha bạn. Khu vực này mà đặt ba cái thì có hai cái đầu chuyến rồi chết. Cái thứ ba thì dính được con ký lô hai yếu nè bạn. Ký lô hai yếu thì trong quá trình bắt có người ngồi nhìn mình, sao mình rút đi luôn rồi. Nhưng khu vực này mình còn có hai cái thôi. Bữa nay quay trở lại bổ sung lại nha bạn, bổ sung lại cho nó đủ lại ba cái. Ở đây cái. Giờ xuống đây nè bạn, giờ cũng hơi thấp một chút thôi. Cho nó còn không chứ thấy con cặp một cái giờ, ui nặng. Vô. Trời ơi trời đã bạn ơi. Vô. Thằng khủng nữa rồi bạn ơi. Thấy không? Thấy gốc không? Hiểu không? Bạn hiểu chưa? Bạn hiểu rồi chứ gì? Trời ơi cái đầu này nó nè. Ôi nó ị đâu nó cục nè. Đâu nói chuyện mà sao cái này nó không có tập trung ta. Sướng lắm bạn ơi, cầm nó đây. Cha, vô nhất rồi bà xã ơi. Nhất rồi anh em ơi. Vô. Khui. Hồi hộp á. Ủa. Một cục trình hình cái đầu tiên. Hút liền. Đấy. Nè, bạn ha. Cái này là chiến lợi phẩm của nó để lại này cho mình nè các bạn. Dấu tích. Anh sao này một đề luôn. Đây, đồ nghề của mình cũng giống như thường lệ. Đó, chuột. Đây. Bổ sung này cho nó nha. Phải đang là lạc á nghe mới ghê nha. Đấy, phải đang là lạc á. Không phải chơi đâu. Mình dám ăn chứ mua cho chuột ăn. Quan trọng là con chuột nó mạnh giỏi bạn ơi. Mạnh giỏi thì mạnh khỏe thì mình có mấy cố gắng chứ mình một tuần lễ mình lại con chuột nó khô gan thì coi rồi hiểu rồi. Thì cái buồn nước cho nó nha bạn. Cái buồn nước cho nó bằng mỗi cách nha. Buồn này đã quá bạn ơi. Quá sướng rồi. Cái đầu tiên. Còn hai cái khu vực này hy vọng là sẽ hút. Hút hàng ai ngờ hút con đầu tiên, cái đầu tiên hút luôn. Cho cái bộ chút nãy mình vừa đi qua đó bạn, bộ chê gốc tre đó. Một cặp con bự là bằng bự không thua con này nè. Cái con kia đó, con kia hơn nửa ký. Giờ gặp mình quá chí khôn. Sướng. Anh Bình ơi. Thứ nào chịu nổi anh Bình ơi. Anh Bình Trần giỏi quá anh Bình Trần ơi. Sướng rồi bạn ơi, một nồi rồi nè. Quá đã luôn. Thứ nào chịu nổi trời ơi, nó sướng. Một phanh trình ịnh luôn cái nè bạn ơi. Có cái đầu nó chui ra là nó gan rồi bạn. Cái đầu nó mất tiêu. Cái đầu cái mỏ nó đang chuẩn bị chui ra. Nó lựa chỗ hẹp nhất mà nó chui, cái ghê. Thấy gì á, gà lẹ lắm nè bạn. Đó, ở chèn gà đó. Nó đang câu môi trường ở ngoài có gì nguy hiểm không? Bây giờ ở trong lọp này không hiểm mà chứ gì. Ui sụp sạch, ôi trời, sụp chết sụp sạch. Rồi 700 giác, 800 luôn. Vô. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua nha. Bạn nào lần đầu tiên đến kênh mình thì nhìn dưới góc nó có chữ đăng ký màu đỏ đó, bấm màu đen để đón xem video mới nhất của mình nha. Vô. Tiền về có mang con số hổ hành 810g. Tất cả ra muốn hết nha bạn. Vô kẹo rồi. Sướng. Cái bẫy này có hổm. Giờ nó nặng kịch, tưởng hổ hành rung mình. Cuối cùng em hèo đó bạn. Nó có bắt hay nè. Cái đường bẫy này hổm rồi, hình như là một con kilo 2. Con hèo. Cái thêm con hành nhất nữa bạn ơi. Hình như là hai con hành nhất. Cái con hèo từ dưới một túi nhựa nữa nha bạn. Tới giờ phút này là đuối rồi. Ngựa con không thấy, chỉ có con hành nhất một tới giờ. Cái đầu tiên làm xôm tụ. Ăn đầu chết châu. Ăn đầu bán châu chứ lộn. Bán châu nó ăn tiếp. Ăn quen rồi đó, nhìn không quen. Ăn giết con tàn mạc con bán luôn châu luôn. Chuột còn sống luôn. Đây là cái cuối cùng của mình luôn bạn ơi. Đúng là ăn đầu bán châu thiệt chứ. 20 cái bẫy, khoảng 20 cái nha bạn. Chỉ là con một. Từ đó về sau đi đuối rồi. Đấy. Một con nằm trong đó.
coi bằng cái cuối cùng rồi. Rồi cái này vô mà vô con chuột, trời ơi cái này vô chuột bự nha bạn, rút cái này ra luôn, chuột của mình mất tiêu rồi. Ok, cái đầu vô gắn cái cuối cùng vô con chuột, hài vải. Thì chắc mình xóa hết cái kia nha bạn. Nè, chuột nè. Rồi cái đường luôn. Bự. Chuột cơm. Về nhà khỉ nó chừa luôn. Một con khỉ theo một con. Được một dĩa cơm trường. Cơm sườn. Chuột khỉ nó chừa. Con dặn một. Thì thăm 27 theo mình là mình dặn mình thăm đuối luôn nha bạn. Kệ con này được rồi, con có tiền rồi, 250. Kệ con có tiền bạn. Ok, chứ một dĩa cơm sườn còn gì nữa, dĩa cơm sườn chuột rồi. Rồi hẹn gặp lại các bạn lúc sau nha, bye bye các bạn nha, về mày sẽ tới số mày với ông, bye bye.